Kênh LTK Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với Hoa Kiển Hùng Hằng, địa chỉ xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với Hoa Kiển Hùng Hằng. Rồi, dạ, chào anh chị em đang xem kênh LTK Bonsai ạ. Bữa nay cây kiển Hùng Hằng mình về một lô sâm trái và một lô hồng ngọc mai với mấy cây trang đỏ. Dưa mai chứng thủy, chứng nu mặt khỉ để giao lưu anh chị em trên toàn quốc. Số điện thoại của vườn mình là 0939906192. Quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Vừa qua mình cũng cảm ơn anh chị em rất nhiều đã ủng hộ, nhiệt tình và ủng hộ kênh ha. Rồi bây giờ mình vô mã số 1. Số 1 là hoa sâm trái. Nó có dáng đổ, vừa đổ vừa lắc nha anh em. Cái này, cái lô này về nó giống nhau đó. Để mình đo đại khái ha. Rồi cho anh em xem. Và chiều đổ là 25. Cây này, cây cũ này nó ăn hết mặt bầu nha anh em. Cái mặt bầu nó là 19. Và mã số 1 cho lưu với anh em là 400.000. Ủa quên lộn, 300.000. Và tiếp tục là mã số 2. Cũng là phôi xanh trái, dán đổ luôn. Tại vì cái lô này mình mua là toàn là dán đổ nhiều. Chiều đổ là 25. Dạ, cũ là 13. Dạ, cũng đồng giá là 300. Tiếp tục là mã số 3, cũng là phôi sâm trái. Chiều đổ là 27. Dạ, cũ là 12. Mã số 3 giao lưu cũng là anh em cũng 300. Mã số 4 cũng là phôi sâm trái luôn. Chiều đổ là 28. Cái này nó ăn hết mặt bầu nha anh em. Cũng giá là 300. Mã số 5 cũng là phôi sâm trái luôn. Dạ, chiều đổ là 24. Dạ, thân là 11. Dạ, cũng đồng giá 300. Dạ, mã số 6 cũng là phôi sâm trái. Cái này dán lắc nha anh em. Chiều cao nó 22. Cũ là 11. Dạ, cũng đồng giá là 300. Đợt này mình lên cái lô này nó hơi nhiều nha. Anh chị em dễ lựa chốt hàng. Dạ, cái này là mã số 7 đó. Chiều đổ là 24. Cái này ăn cũng hết mặt bầu nên nè. Đó, cũng đồng giá 300. Tiếp tục là mã số 8. Cũng là phôi xanh trái dán đổ luôn. Chiều đổ là 24. Cũ là 11. Dạ, cũng đồng giá 300. Và mã số 9 cũng là phôi xăm trái luôn. Cái này mình mua cái lô này là toàn là dán đổ nhiều nha anh em. Chiều đổ là 26. Dạ, cũ là 12. Cũng đồng giá là 300. Mã số 10 cũng là phôi xăm trái luôn. Chiều đổ là 21. Cái này cũng ăn hết mặt bầu anh em. Đó, cũng đồng giá 300. Tiếp tục là mã số 11. Cũng là phôi xăm trái dán đổ luôn. Dạ, chiều đổ là 27. Cái này nó ăn cũng gần hết cái mặt bầu này luôn anh em. Dạ, cũ là 11. Cũng đồng giá 300. Tiếp tục là mã số 12. Cũng là phôi xăm trái luôn. Cái này, mấy cái nhánh này mình mới chỉ cắt sơ sơ về, anh em chốt thì cắt lại. Dạ, chiều đổ nó 25. Dạ, cũ là 12. Cũng đồng giá 300. Mã số 13 cũng là phôi xăm trái ha. Cái lô này nó giống nhau lắm anh em ơi. Mình đo đại khái 1 cây 2 cây là mình cũng biết cái lượng của nó rồi. Da chiều đổ là 27.
Cái thân là 12, cũng đồng giá 300. Và mã số 14 cũng là phôi sam trái. Và chiều đổ là 30. Cái thân này chừng 13, 14 anh em ơi, đo không được rồi. Cũng đồng giá 300. Và mã số 15 cũng là phôi sam trái ha. Cái này mình mới bứng về. Và chiều đổ là 25. Cái thân này cũng ăn gần hết mặt bầu anh em ơi, hết cống nước nè, cũng đồng giá 300. Mấy phôi sam trái này mình mới đứng về, anh em mà có chốt hàng thì mình để trong mát ha, chừng nào đâm chọi sống khỏe mới đem ra nắng. Tiếp tục là mã số 16, cũng là phôi sam trái ha. Chiều đổ là 25. Cái này cũng ăn gần hết mặt bầu anh em ơi, cũng đồng giá 300. Tiếp tục mã số 17, cũng là phôi sam trái. Chiều đổ là 27. Nè, cái ống này cũng ăn hết mặt bầu luôn, cũng giá 300. Mã số 18 cũng là phôi sam trái ha. Chiều đổ là 29. Cái này cũng ăn hết mặt bầu luôn, cũng giá 300. Vừa qua cây kiển Hồng Hằng, mình cũng cảm ơn anh chị em ha, rất nhiều đã ủng hộ những clip sam trái ha. Tiếp tục là mã số 19. Là phôi sam trái nó có dáng lắc ha. Chiều cao là 24, cái này ăn hết mặt bầu luôn rồi. Là cũng đồng giá 300. Và mã số 20 cũng là phôi sam trái dáng đổ. Và chiều đổ là 22. Và cũ 12. Cũng đồng giá 300. Tiếp tục là mã số 21 cũng là phôi sam trái ha, có dáng đổ luôn. Và chiều đổ là 28. Cái này ăn hết mặt bầu anh em ơi, cũng đồng giá 300. Mã số 22 cũng là phôi sam trái ha. Và chiều đổ là 24. Dạ, hoành thân 12, cũng đồng giá 300. Tiếp tục là mã số 23. Cái cây này không biết là dáng gì. Hoành thân là 11. Này, mã số 23 này mình chốt cho chị em là 200.000 thôi, bao xếp toàn quốc luôn ha. Tiếp tục là mã số 24, cũng là phôi sam trái dáng đổ ha. Chiều đổ là 18, cái này cũng ăn hết mặt bầu anh em ơi, cũng đồng giá 300. Cái ống nước này là 19 ha. Mã số 25 là phôi sam đổ. Chiều đổ là 25, ống ăn hết luôn rồi nè, cũng đồng giá 300. Tiếp tục mã số 26. 26 cũng là phôi sam trái. Cái này là toàn bộ sam trái luôn anh em. Dạ, chiều đổ là 20. Thân 11, cũng đồng giá 300. Mã số 27 cũng là phôi sam trái. Cái lô này nó nhiều cây dáng đổ, nhiều cây dáng lắc, nó đẹp đó anh em. Và chiều đổ là 24. Thân là 13, cũng đồng giá 300. Mã số 28 cũng là phôi sam. Chiều đổ là 25. Cũ là 12, đồng giá 300. Mã số 29. 29 là phôi sam trái. Chiều đổ là 19.
Dạ, thân là 12, cũng đồng giá 300. Dạ, những phôi xanh trái này, cái ống nước này anh chị em về trong vòng cỡ 3 tháng mình ha, cắt ống ra nha. Lúc mà cây đâm chồi sống khỏe rồi cái ống này mình cắt ra được rồi, chứ về anh em đừng có cắt ra là cây nó yếu đó. Tiếp tục là mã số 30 ha, chiều đổ là 25. Cái này ăn gần hết mặt bầu anh em ơi, cũng đồng giá 300. Mã số 31. 31 cũng là phôi sâm trái. Tiếp tục là mã số 31 cũng là phôi sâm trái. Cây ha bứng về mấy bữa mà đâm chồi nè anh em. Cây sống khỏe đó. Và chiều nổ là 21. Cái thân này chừng 11 anh em, mà trong đây đo không được. Cũng đồng giá 300. Nếu mà mình quay về cái màn ảnh mà không có được rõ không thì anh em kết bạn Zalo mình chụp hình lại cho xem ha. Mã số 32 cũng là phôi sâm trái ha. Chiều đổ là 27. Cũ là 11, cũng đồng giá 300. Mã số 33 cũng là phôi sâm trái ha. Chiều đổ là 29. Cái này anh ăn gần hết ống nước luôn rồi. Cũng giá 300. Cái ống nước là cái hoành nó là 19 đó. Mã số 34. 50 mấy rồi. 34 cũng là phôi sâm trái. Chiều đổ là 30. Hoành thân là 10, cũng đồng giá 300. Tiếp tục là mã số 35. 35 cũng là phôi sâm trái luôn. Chiều đổ là 22. Cái phôi này nó ăn hết mặt bầu luôn nè anh em, cũng đồng giá 300. Rồi mình lên bao nhiêu mã số đó cho anh em dễ chọn. Tại số lượng mình còn nhiều, mình lên chỉ nhiêu thôi. Tiếp tục là mã số 36, bây giờ mình lên là Hồng Ngọc Mai ha. Hồng Ngọc Mai này mình cũng có số lượng nhiều ha, mình chỉ lên đại khái vài cặp thôi. Dạ, chiều cao là 21. Cũ là 17. Bên đây nó cũng tựa với nhau anh em. Dạ, cũng đồng giá 400. Mã số 38 cũng là cặp Hồng Ngọc Mai. Cái này là đế đạt không nè anh em ơi. Bông nó ra nè, quá trời luôn, bông thơm nhẹ. Chiều cao là 21. Dạ, cũ là 14. Cũng đồng giá 400. Mã số 38 cũng là cặp Hồng Ngọc Mai luôn. Hồng Ngọc Mai này anh em gì vậy chốt quá, mình đem ra nắng được rồi. Cây này nó sống, nó thích nắng hơn, thích trong mát. Dạ, chiều cao là 19. Dạ, thân là 15. Cũng đồng giá 400. Mã số 39. 39 cũng là cặp Hồng Ngọc Mai. Cái đó nãy nhiêu cơ? Dạ, chiều cao là 18. Dạ, tổng cũ là 17, cũng đồng giá 400. Mã số 40 cũng cặp Hồng Ngọc Mai lùng lực. Dạ, chiều cao là 17. Dạ, cũ là 15. Cũng đồng giá 400. Cái này anh em chốt một cặp ha, về mình thay cái chậu đẹp á, cây nó mới có giá trị anh em ơi. Tiếp tục là mã số 41 á, cũng là cặp Hồng Ngọc Mai luôn. Và chiều cao là 19. Và quần cũ là 17, cũng đồng giá 400. 42 cũng là cặp Hồng Ngọc Mai lùng lực ha. Cái này anh chị em về mà cắt á, phun tàn tròn á, để chậu đẹp nó ra bông là thấy đẹp. Chiều cao là 18. Dạ, cũ là 15. Cây bên đây bự hơn nè, cũng đồng giá 400. Mã số 43.
43 cũng là cặp hồng ngọc mai. Chiều cao là 19. Cũ là 16, cũng đồng giá 400. Mã số 44 cũng là cặp hồng ngọc mai. Cái lô này về là bông dữ lắm nha anh em. Chốt cặp để trong nhà đẹp. Chiều cao là 20. Và cũ là 15, đồng giá 400. Mã số 45 cũng là hồng cặp hồng ngọc mai. Chiều cao là 20. Và cũ là 14, cũng đồng giá 400. Rồi mình hết hồng ngọc mai nha anh em, mình lên mấy cây nu chiếu thỉ mặt khỉ. Mã số 46 là nu mai chiếu thỉ nu mặt khỉ. Cái này cây càng già càng nu nha anh em. Chiều cao là 26. Và eo thì 28. Cũ thì 42. Và đồng giá lại 650 ngàn bao xếp toàn quốc. Mã số 47 cũng là nô mặt khỉ luôn. Mình lên đại khái cũng vài cây mình cũng còn số lượng nha. Dạ chiều cao là 24. Mình đo hai vị trí anh em. Cái eo này 27. Cái này đế đặc không anh em ơi. Và bình cũ này là 35. Cũng đồng giá là 650 ngàn bao xếp toàn quốc. Tiếp tục là mã số 48. 48 là mai chiếu thỉ nu mặt khỉ. Chiều cao là 21. Eo là 23. Và cũ là 43. Cũng đồng giá 650 ngàn. Tiếp tục là mã số 49. Cũng là mai chiếu thỉ nu mặt khỉ. Chiều cao là 24. Eo 23. Cái này đế đặc không nha anh em. Mình cũ 44 cũng đồng giá 650 ngàn bao xếp toàn quốc. Đó, rồi mình còn có 4 phôi đó. Chuyến sau mình mới có số lượng hơi nhiều một chút. Tiếp tục là mã số 50. Mã số 50 bây giờ mình về được 3 cây chăn đỏ lá nhỏ chăn tàn anh chị em. Và chiều cao là 83. Cái tán ken là 77. Cái này đế đặc không anh em? Và bình thân là 16. Và mã số 50 giao lưu với anh em là 550 ngàn cũng bao xếp toàn quốc và đổi cây. Tiếp tục là mã số 51. Cũng là chăn đỏ lá nhỏ. Chiều cao là 77. Tán ken là 78. Cái này mấy cái phôi này là mấy cái cây này người ta hồi sắp đế hồi nhỏ nha anh em. Dạ, hoành thân là 17. Đó, sắp đế đều hết đẹp anh em. Và mã số 51 giao lưu anh em cũng là 550 ngàn cũng bao xếp toàn quốc. Mấy cây chăn tàn này anh em mà có chốt hàng á, mình để tàn cũng đã cũng ấy, mình không chịu thì mình cắt phôi nó cũng đẹp. Tại vì rễ nó sắp đế hết trơn à. Tiếp tục là mã số 52 là chăn đỏ lá nhỏ ha. Và chiều cao. Chiều cao là 65. Tán ngang là 80. Và hoành thân là 18. Và mã số 52 giao lưu với anh em là 600 ngàn cũng bao xếp toàn quốc. Cũng là mã số cuối cùng. Và cuối clip xin chúc cho anh chị em ha.
và gia đình được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài, an khang thịnh vượng. Số điện thoại của giường mình là 0939906192, quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Mình vừa qua cũng cảm ơn anh chị em đã ủng hộ mình và ủng hộ kênh ha. Dạ, hẹn anh em vài clip vài ngày nữa gặp lại và chào anh chị em. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video. Chọn được cây ưng ý liên hệ với Hoa Kiển Hùng Hoàng để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Chân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.